Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Người Mẹ Thành Thơi. Ở trong tập này thì mình đi ăn lẩu ú lảo và sau đó thì mời các bạn thưởng thức một chút giai điệu từ chiếc đàn sen lô và ngắm một chút cảnh bên ngoài ga Trung San nha. Chúng mình ngồi ở tầng 2 và nhìn xuống đường phố thì cảnh cũng khá là đẹp. Đó, lẩu chúng mình gọi thì người ta lúc bê ra nước trước. Đó, một bên là không cay và một bên là có cay. Hương vị ở đây thì mình thấy nó giống như là mùi tân cương ấy, kiểu như là lúc mà mình ăn một cái xiên đường ấy, tân cương ở ngoài đường ấy đấy, cái gia vị mà mọi người mình thấy khá là giống trong cái vị nước lẩu cay ở đây. Đó, trong chờ đầu thì mình có mở menu cho các bạn ngắm, thì menu có hình ảnh rõ ràng này, có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, nên là mình cũng không phải lo lắng quá về việc không biết gọi cái gì để cho vào lẩu đó, mà không biết thì cứ chỉ ảnh thế là xong, đúng không? Thế mình thấy đồ thải lẩu ở đây thì cũng khá là phong phú. Và cái tiệm lẩu của họ này thì họ cũng mới mở ở Việt Nam rồi đấy. Nếu mà các bạn cũng thích ăn lẩu thì cũng có thể ghé qua cũng thử tìm xem là tiệm lẩu ở đây thì mới đang thử nha. Hấp dẫn ha, đúng không? Có cái thảo viên rồi là cái nước của mình, đúng không? Cũng thích là cái viên thải lẩu này nữa. Cái nồi nhìn cũng đẹp nữa, đúng không? Người ta bán cả rượu bia các thứ để mình ăn tiệm lẩu đó. Rồi đây đồ của chúng mình ra rồi thì nó có rau thịt, đậu, bắn đậu các thứ đó, và người ta để luôn cả mấy chai nước lẩu ở bàn để nếu mà hết thì mình tự thả vào đó. Chúng mình cũng gọi thêm cả một ít hải sản nữa, thơm cá bào ngư thả thả như vậy đó. Mình thì rất là thích di chuyển bằng tàu điện, tại vì là ga tàu thì cũng hay có biểu diễn nha. Mời các bạn nghe một chút cái đoạn nhạc bài quay ga tàu nha. Bài này là bài Thái Tiên Khắc Sâu Trong Tim Người, khi trai của xin tỷ tôi muốn chưa. Hy vọng là các bạn thích cái đoạn nhạc mà các bạn vừa mới nghe. Đây là một chút cảnh đẹp mình quay được cái bên ngoài ga Trung San, cái ga mà mình đi ăn lẩu ú lảo rồi đó. Còn là phong đỏ này, trời nắng đẹp này, và cả cây lá vàng tròn nữa. Nếu mà các bạn ăn lẩu ở quanh khu ga Trung San thì có thể qua đây dạo nha. Tập hôm nay tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.